Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, giá có nhóm nhẹ trở lại. Hiện nay quy cách lấy mít kem như sau: cơm đỏ, muối to, da xanh, trái tròn. Tại Tiền Giang, kem lớn là 9.000, kem nhỏ là 6.000. Hàng chợ hàng giặt từ 3 đến 4.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn 8.000, kem nhỏ 5.000. Hàng chợ hàng giặt 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 7.000, kem nhỏ 4.000. Hàng chợ hàng giặt 2.000. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 8.000, kem nhỏ 5.000, hàng chợ hàng giặt 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 6.000, kem nhỏ 4.000, hàng chợ hàng giặt 2.000. Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, kem lớn 6.000, kem nhỏ 4.000, hàng chợ hàng giặt 2.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa hay gần, giá mua sẽ có sự chênh lệch nhất định. Thank you.